các bạn. Rồi, nó kẹp vô bao tay kìa, đeo bao tay mà nó còn kẹp kìa. Dính vô cái tay luôn thấy không? Đó. Nè. Giữ ghê hồn luôn á. Kẹp cứng ngắc luôn nè. Giờ sao nhả ra? Thả nó xuống. Không bò luôn thấy không? Đó. Bưng bầu tí đúng bình giờ này bún riêu có mắm tôm nữa là mới ngon các bạn. Rồi mời cả nhà dùng buổi trưa ăn bún riêu với gia đình nha. Cua này vô coi. Cua này ít nào nha mày. Bỏ này chưa thấy, thấy mình lấy nhiều quá hả? Cua chi đó mà khách hai ba chỗ mà nãy giờ chưa thấy khách nào xuống hết. Mẹ. Ba chục. Tính tiền tô này mẹ ơi. Tính tiền tô này nè. Tính như anh hả? Tô này 30 gì? Tô này 50. Cua nhiều quá trời cua. Lát lên tôm lên. Cua đồng cái gì nó thơm á các bạn. À, nó thơm. Nó cũng có béo cũng có mùi gạch cua. Rất ngọt. Là ngon, hấp dẫn. Gạch cua là ngọt thanh thao luôn. Quá là ngon các bạn ơi. Mày ăn thịt tim không? Ăn dít cua rồi vô ăn. Ăn rồi, cho nước men chua. Nguyên một nồi bự lắm, ăn thoải mái đi. Cái mùi bấm tôm á, rồi nó bu cái này. Ngon quá rồi, thấy không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tranh thủ ăn chứ, mới rung. Đúng không? Ở nhà mình nấu cũng đậm đà hơn mình đi tiệm ăn. Ngon. Không? Tiệm nó nè, đi tiệm nó có cua đâu, anh nhớ dứt ly lẹ. Tiệm nó bỏ cua hết lắm. À mà cái gia vị đồ nhiều chứ. Cái này ra.
Dạ, nó nấu củ quả ra nước ngọt nhiều chứ cua nó đâu có nhiều đâu. Cua nó mắc lắm. Da heo mà có mỡ vậy là rất là ngon. Chấm mắm tôm nữa thì thôi rồi, quá đã. Ờ, thấy ăn quá chịu không nổi các bạn. Da heo mà chấm cái mắm tôm này nè, rất là ngon luôn các bạn. Trong khi lúc quay chờ tới cái lượt của mình ăn, mình làm miếng miếng da heo nha các bạn. Đó, da heo mắm tôm nè. Không, cái cô này bán da heo ngon nè. Da heo mà còn chừa miếng mỡ đó, đó. Chứ mà da heo mà có nhiều người là lạng da heo á, lạng sát cái da luôn. Tay rung quá trời rung mà. Giờ nay là còn làm nấu được cái món bún riêu là thấy là còn có lý. Mẹ nấu hả? Mẹ nấu. Xay cua đồ nấu nước lèo ấy. Tái xuất giang hồ rồi đó. Nãy giờ em kêu là bún riêu bà hai mà anh không nghe hả? Ăn đi. Hết hai tô nha các bạn. Hai tô rồi hả? Hai tô cánh gà phía bên đây hết rồi. Nóng nè, ăn, ăn liền đúng không? Ăn đi, ăn đi. Thôi. Hết rồi. Có ăn da heo không? Có lấy da heo không? Không, em ăn da heo. Ăn đi. Cảm nhận coi. Bỏ cua vô chưa? Cảm nhận đây. Coi má chồng nấu thì sao? Cô ở nhà còn làm bún á. Mẹ hay nấu bún riêu ăn cua. Cua má chồng nấu chung với ăn quên làm gì. Đủ vị luôn á. Cua béo nè, cà chua nè, rau nè, đó. Ăn đi, ăn xong rồi má chồng đuổi đuổi về. Mình sẽ bẻ tắt vô làm mắm tôm nha các bạn. Nặng vô chén mắm tôm cho nó ngon, nó thơm. Có đường, có chanh, có tắc. Rồi, à. Chị Tú vô Tú mở lửa lớn cho em đi chị Tú. Tắt vô, quậy lên cái này cho nó. Làm gì vậy? Rồi vô vô cái tô em đây. Rồi làm luôn đi. Quậy lên, sủi bọt lên là ngon. Cho tôi miếng. Tôi không ăn mắm. Ủa, ăn tôm à? Tôi ăn nước mắm à. Ăn cái này mắm mới là ngon á. Nha các bạn. Nãy giờ quay muốn rớt máy luôn. Đồ của anh làm caramel. Caramel. Bỏ vô. Bỏ đâu? Bỏ hoa anh thích ăn bông chuối nè. Cái này có bầu mà gió chắc tương thai quá. Rồi cho miếng ớt lên. Miếng nước mắm me nữa đi. Đó. Rồi. Đây ha. Dứt một ở dưới là có cua rồi. Ủa, nghe mùi nó thơm bay quá vậy ha. Rồi cái tô của mình đây các bạn. Ấy cua thịt đậu dưới nha các bạn. Rồi để giờ nó bị rã cua. Để mình ăn từ từ ha. Mời các bạn cùng thưởng thức bún riêu với gia đình nha. Cua nó ngọt. Ngọt quá các bạn ơi. Đậu hũ mình chấm mắm tôm ha. Do ruồi nó bu nhiều quá các bạn. Do có cái mùi mắm thơm á. Đây mình thử miếng cua nha các bạn. Cua là nãy mình bỏ trước, mình chan nước ở dưới nó hơi ấy ha. Đây, miếng cua nè. Đó. Mời các bạn nha. Cái này là ngon nhất cái tô bún riêu đó các bạn. Ngọt nhất luôn các bạn ơi. Ngọt của cái vị cua á. Ngọt lắm. Đây là những nhân vật sai nhiệt tình nè, tới giờ còn sai nè các bạn. Trời ơi, ta mới ăn mà kêu ta sai. Đây đây, nhân vật này hết tô thứ hai rồi. Đây. Không còn gì trong tô luôn nè các bạn, còn được hai miếng cà chua. Người ta mới ăn tới một tô rồi nha, cứ quay nha. Đây ăn tô bún riêu của mẹ chồng nấu. Da heo mà chấm mắm tôm nữa ăn rất là ngon các bạn.
da heo này còn mỡ trong này á, da nó rất là ngon nha, béo ngon lắm, ruồi hơi nhiều nha các bạn. Tại nay mùa nắng nè, nắng chỉ có ruồi. Tại nghe mùi mắm tôm, nghe mùi mắm tôm nó tập trung vô. Cái món bún riêu thật chắn là rất là ngon luôn các bạn, ruồi hơi bị nhiều quá. Thì không còn diễn tả gì có thể là ngon hơn được. Thì mình cũng review lại cái cách mà làm cua rồi cách nấu bún riêu cua ở dưới quê của mình. Thì các bạn nếu mà thích video của mình thì nhớ like, share và subscribe theo dõi những video mới của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Xin chào các bạn. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Miền Tây Channel nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.